Xin chào, tôi là Minecraft. Nếu quý vị có những nơi đông người đi lại trong nhà, hãy cân nhắc lắp đặt một sàn gạch men vừa bền, vừa dễ lau rửa. Và việc lắp đặt dễ hơn quý vị tưởng. Gạch men cũng tốt cho các phòng có nhiều hơi ẩm như phòng tắm và nhà bếp và cũng rất tuyệt cho các lối ra vào nữa như chúng ta đang làm trong phòng này. Và để chỉ chúng ta tiến trình lắp đặt, đây là người thợ mộc của chúng ta, anh Jeff Clement. Chào anh. Chào anh. Đây là một vài thứ cần có cho một dự án lát sàn gạch men. Dĩ nhiên, quý vị sẽ cần gạch men. Ván lót xi măng là một lớp nền vững chắc. Hãy gắn cho chặt bằng khoan và đinh ốc mạ kền và băng dán đường nối ván xi măng. Để chuẩn bị cho dự án, quý vị cần có thước dây, bút chì, phấn kẻ và ê ke. Cũng có thể cần máy trà và chất chất sàn. Để lắp đặt gạch men, nên có keo dán gạch men, một cái bay có khía, các miếng chêm, cùng với một ống thủy chuẩn và búa cao su chét vữa cho gạch cần có vữa lỏng và một cái bay cao su su chứa để đựng nước và trộn vữa lỏng bọt biển và chết bịt nếu phải cắt gạch quý vị cần máy cắt gạch và có thể cần dao cắt kính và kìm cắt các đường cong đừng quên găng và mắt kính an toàn quý vị sẽ cần các thanh chuyển tiếp và nẹp viền đường g dự án của chúng ta cần dùng các đường rìa kim loại để lát gạch luôn dùng các biện pháp an toàn đúng mức khi làm bất cứ dự án nào. Và nếu không đủ tự tin để lát sàn gạch men, hãy gặp một nhân viên của Lowe's vì chúng tôi lắp đặt nhiều loại sàn nha và luôn làm theo quy định nhà cửa của địa phương. Trước khi bắt đầu dự án, hãy đọc chỉ dẫn của nhà sản xuất. Quý vị sẽ thấy thông tin về các trắc nghiệm độ ẩm và các loại sàn lót. Chúng ta bắt đầu nhé. Thưa anh Jeff, vậy bước đầu tiên là gì? À, bước đầu tiên là gỡ bỏ lớp sàn và ván nền cũ như chúng ta làm sau đó xác định diện tích của khu vực. Ở đây chúng ta chọn làm một khu vực 4 feet với 4 feet dưới. Để tính diện tích, hãy nhân hai số đó với nhau. Muốn dễ hơn, quý vị hãy dùng công cụ tính toán tại lowes.com slash calculators. Vậy con số diện tích này sẽ là cơ sở cho cái gì? Con số này sẽ xác định xem chúng ta sẽ cần bao nhiêu vật liệu và cũng nên thêm 5% cho mẫu thừa. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị sàn nhà, quan sát những chỗ cao thấp. Chỗ nào cao thì trà xuống, chỗ nào thấp thì dùng chất chết san cho bằng. Việc chúng ta làm bây giờ là lắp đặt tấm ván xi măng bằng đinh ốc mạ kèn. Tấm ván xi măng đúng ra thì để làm gì vậy? Tấm ván sẽ tạo nền vững chắc cho gạch men không bị cong hay nứt. Ok, nếu đây là xi măng làm sao cắt được Ờ à, quý vị cứ rạch vào nó vài lần Bẻ cho gấy rồi cắt mặt sau Vậy cứ cắt nó bằng dao đa dụng à Đúng thế Này chúng ta có hai miếng ở đây Thế trên đường nối có gì vậy Gặp đường nối nào quý vị cũng nên dùng băng dán phía sau gạch để che đi Việc lát sàn gạch men cho phép quý vị phô bày sự sáng tạo của mình Có nhiều loại mẫu và kiểu Còn có những mẫu được gắn sẵn với mắt lưới lót phía sau để dễ lắp đặt Và Lowe's có gạch men với nhiều màu và kích cỡ khác nhau do đó quý vị có thể chọn gạch cho phù hợp với kiểu dáng của mình vậy chúng ta đang dùng kiểu gì đây jeff chúng ta đang dùng kiểu mẫu bàn cờ trong một diện tích nhỏ như vậy ta không cần các đường tham chiếu nhưng nếu quý vị lát sàn cho cả căn phòng hãy vẽ đường tham chiếu bằng cách lấy tâm của hai bức tường đối diện kẻ một đường phấn nối hai điểm đó và làm như vậy với hai bức tường kia tạo nên một chữ thập ngay giữa phòng hãy kiểm tra xem chỗ giao nhau có vuông góc không sau đó xếp gạch dọc theo mỗi đường tham chiếu. Dùng các miếng chêm để lát cho chính xác. Hãy nhớ để dư ra chừng 1 phần tư inch giữa các viên gạch ngoài rìa và tường để co giãn. Khi bày thử nếu chỉ cách tường chưa tới nửa viên gạch, hãy xây dịch được tham chiếu để có số gạch bằng nhau ở mỗi bên. Nhạt gạch lên sau khi đã kẻ các đường tham chiếu. Nếu lát gạch một diện tích rộng nên kẻ vỉ các ô vuông rộng 3 feet trên sàn chia ra từng khu vực nhỏ dễ làm việc hơn nếu cần thì vừa lát gạch vừa điều chỉnh với lối ra vào anh jeff đã bày gạch để bố trí cho dễ coi nên đặt các viên gạch nguyên vẹn vào trung tâm căn phòng là nơi dễ nhìn thấy nhất và đặt các viên gạch cắt vào sát tường dùng lẫn lộn gạch từ các thùng khác nhau để tránh sự khác biệt màu sắc giữa các lô gạch anh jeff đã cắt sẵn nẹp khung cửa để gạch lọt vừa vào phía dưới tiếp theo anh ấy trải chất dán đã trộn sẵn. Bắt đầu từ một góc vì chỉ lát gạch cho từng khu vực nhỏ một. Đối với các dự án lớn hơn, hãy bắt đầu từ chữ thập ở giữa phòng. Ở đây anh ấy trải chất dán bằng mặt trơn của cây bay để chét cho đều. Cố đừng để che mất các đường tham chiếu. Khi đã trải chất dán lên, anh ấy dùng mặt có khía của cái bay để cào theo góc 45 độ Cào chất dán theo một chiều mà không xoắn vòng để bảo đảm chép mát tít cho đều. Chỗ nào thừa thì dùng bay gạt bỏ. Chúng ta dùng đường dìa để lát gạch cho lối vào của mình. Anh Jeff trải chất dán dọc theo dìa chỗ làm, rồi đặt thanh kim loại lên mát tít. Chất dán sẽ giữ đường dìa tại chỗ. Khi đã phủ chất dán lên một khu vực nhỏ, anh Jeff bắt đầu đặt gạch vào chỗ, dùng các miếng chêm ấn nhẹ xuống và xoay miếng gạch cho gắn vào chất dán. Thỉnh thoảng, anh ấy lại nhắc viên gạch lên để chắc là chất dán đã bám đều vào. Chỗ nào hở thì chép thêm chất dán lên phía sau viên gạch. Nếu thấy không bám chặt thì hãy dùng một cái bay lớn khía hơn. Khi chất dán bám lên mặt gạch, anh Jeff lau sạch bằng một miếng bọt biển ướt. Sau khi đã lắp một vài viên gạch, anh ấy canh cho phẳng bằng búa cao su và ống thủy chuẩn và kiểm tra như vậy thường xuyên khi lát gạch trên sàn cứ tiếp tục làm từ dìa vào. Đối với gạch cần được cắt thẳng, anh chef dùng máy cắt gạch, dùng dao cắt kính và kim cắt gạch nếu cần cắt theo đường cong và luôn dùng mắt kính an toàn. Một khi đã lát gạch xong hết, để chất dán khô qua đêm. Bước kế tiếp là chét vữa lỏng vào khe nối, trộn vữa lỏng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Thường thì phải xẹt như hồ. Anh Jeff chét vữa lỏng bằng bay cao su theo đường chéo ngang qua các khe nối. Cạo vữa dư khỏi bề mặt gạch càng nhiều càng tốt. Sau 20 phút, anh ấy lau dọc theo các đường vữa bằng miếng bọt biển ướt để lớp vữa lắng xuống hơi thấp hơn bề mặt gạch. Sau khi vữa cứng, tránh không đi lại trong 72 tiếng và chờ 3 tuần cho vữa chín. Sau đó, chét chất bịt vữa lên các khe nối bước cuối cùng là gắn nẹp viên hay các thanh chuyển tiếp nhờ anh jeff kết quả thật tuyệt vời quý vị thấy chúng tôi đã lát gạch lối vào như thế nào xin xem thêm các đoạn video khác tại los.com vietnamese